Vâng, em xin chào tất cả các anh em nha. Lâu lắm, cũng 10 ngày rồi em mới lên lại video clip. Nay em cũng về được 16 chiếc đồng hồ bọc vàng có, vàng đúc có, của các hãng Omega, Longines và tất cả các đồng hồ của thụy sĩ như khác nha. Nay em cũng không mất thời gian em nữa, nên em cũng lên một chiếc mã số 1 đầu tiên với giá cũng rất là mềm ha. Mã số 1 ngày hôm nay em có một chiếc, đó chính là một chiếc Baylor nha. Baylor bọc vàng toàn thân, mặt zin automatic, chạy hai ô cửa lịch nha, cọc số nổi nha, mặt số có vết thời gian, theo vết thời gian nha, núm zin logo luôn này. Đáy của nó là đáy một con sư tử biển nha, zin nguyên bọc vàng toàn thân ha, tất cả là nguyên bản hết, các chân cọc bên chữ U rất đẹp nha. Em mở máy để em xem trên live luôn, nhìn trên bộ máy của nó ha. Đây, máy của chiếc Baylor ha, zin nguyên máy vàng ươm luôn nha, bọc vàng toàn thân, đáy inox đó, máy Baylor zin nguyên ha, automatic, máy vàng rất đẹp nha, máy vàng 5 tầng. Đo cái size của chiếc này, cho xem là nó size bao nhiêu. Chiếc này có size là size ngang 34.5 nha anh nha. Mã số 1, size ngang 34.5 em bán với giá là 2.600.000 nha, automatic của thụy sĩ nha. Baylor của thụy sĩ, hai ô cửa lịch nha. Automatic ha. Vẫn đang chạy hoạt động này. Rồi giá em bán mã số 1 là 2.600.000 nha mấy anh em nha. Mã số 1. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 em có đó chính là một chiếc Omega automatic ha, automatic lọc cọc đời đầu luôn nha. Máy auto đời đầu của Omega nha. Với mặt hai lòng mặt vàng mở gà hai lòng, kèm đó là các cọc xoàn nha anh em nha. Đây, cọc xoàn 10-12 cọc xoàn xung quanh ha. Logo Omega nổi này, chạy kim rốn, mặt vàng chảy tia này anh em này, nhìn này ha, bộ mặt vàng chảy tia rất đẹp, bọc vàng toàn thân nha. Ai, chân càng bọc vàng toàn thân, chưa có dấu hiệu gì gọi là bong tróc hết ha. Bọc vàng nguyên con toàn thân ha, đúng đầu chùa ha. Rồi em mở máy cho anh em xem trên live ha, máy lọc cọc là nó như thế nào. Nhiều anh em cũng chưa không xem, không biết cái máy lọc cọc là sao, là gọi là máy lọc cọc ha. Và đây em cũng thêm rõ chi tiết là máy lọc cọc là như thế này. Đây là một chiếc máy Omega lọc cọc, chạy máy 342 này. Máy lọc cọc nó như vậy này, nó cứ lắc qua lắc lại, nó chỉ có, nó gọi là nó bán, nó chỉ chạy được nửa vòng này, không, nó không chạy là 360 độ nha anh em nha, mà nó chạy khoảng cỡ là 200 mấy chục độ vậy đó. Nó cứ tới đây là nó bung qua lại ha, rất hay. Cái đeo lên cái này nó giống như là đeo, nó tưng qua tưng lại, mình nghe nó giống như nó massage cho mình, là bưng 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 rất là đã nha anh em. Em chỉ cần lắc nhẹ cái tay qua vậy là nó đã tưng tưng ha. Một cái bộ máy này là dòng auto đời đầu của Omega nha anh em nha. Số series rất đẹp luôn. Cặp cặp đôi luôn ha. Rồi chiếc Omega lọc cọc này em đo cái size ha. Em đo cái size chiếc lọc cọc này có size là bao nhiêu đây. Size cũng rất đẹp. Size của nó là size gần 33 nha anh em nha. Gần 33, nhưng mà những chiếc này là những chiếc sưu tầm nha. Cọc xoàn. Nay em bán với giá là mã số 2, em bán với giá là 8.200.000 nha mấy anh em nha. 8.200.000 mình đã có sở hữu được một chiếc Omega rồi ha. Omega cọc xoàn mặt trải tia vàng rất đẹp hai lòng luôn ha, chạy kim rốn nữa, máy lọc cọc thì mới cứng luôn ha. Đấy, mã số 2 chỉ 8.200.000 nha anh em. Chốt thì em gắn kèm tất cả các đồng hồ trong này, em gắn kèm dây da và khóa thôi nha anh em. Tất cả có khóa riêng thì em sẽ báo mức khóa riêng, còn không có em báo không có nha. Rồi tiếp tục em lên một chiếc mã số 3 là một chiếc Omega ha. Mã số 3 một chiếc Omega automatic, kim cọc số vàng nổi ha, kim cọc số vàng nổi, niềng vàng đúc ha, chân cấp vàng, niềng vàng đúc chân cấp vàng. Đấy, zin nguyên ha, nấm zin nè, đáy logo ngựa luôn này, rất đẹp, những chiếc này cực đẹp ha. Niềng vàng đúc nha anh em ơi, đây niềng nó là niềng vàng, chân cấp vàng, kim cọc số vàng đúc ha, máy automatic. Chiếc này em để lâu em không có gọi là ấy, nên là không ít lắc, cho nên là không, chỉ cần mình lắc nhẹ là nó chạy ha. Rồi chiếc này em đo cái size vì nó là đáy đúc liền, em không mở máy được nha mấy anh em nha. Chiếc này size 34.5 ha, size 34.5, mã số 3 này em bán với giá là 13 triệu nha mấy anh em nha. Mã số 3 với giá 13 triệu, anh em chốt thì lên cho em ha, alo hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại giúp em. Và tiếp tục em lên mã số 4 này. Mã số 4, đây là một chiếc cực kỳ độc, rất đáng để anh em sưu tầm này. Một chiếc Lost Engine là thường thường là mấy anh em hay gọi là engine lãnh chúa đó.
Nó đặc biệt cái là nó trên mặt của chiếc này nó có một cái logo logo một chiếc xe gì đây rất là nổi tiếng ha. Một chiếc xe nhưng mà nó đúc bằng vàng nổi lên luôn nha anh em, đây nó đúc bằng vàng đúc nổi luôn. Và nguyên con này nó là mặt lụa kim cọc số vàng đúc, kèm khi đó là theo đó là nó là vàng đúc 14K luôn nha. Đây, vàng đúc 14K gold ha. Nó có đính cái này ha, vàng đúc 14K gold đây. 14K gold và một phiên bản khắc kỷ niệm của gì đây ha. Đây, vàng đúc 14K gold, chân càng còn cực kỳ đẹp nha mấy anh em nha. Chân càng nó rất đẹp, chưa có một dấu hiệu gì gọi là cắn mốt hoặc là mòn miếng gì nhiều hết nha. Con này gọi là được 90 mấy % đây. Mặt zin nha. Đi kèm với đó là một auto nha, chiếc này automatic nha anh em nha. Mã số 4 là automatic nha. Đấy. Automatic. Để em lắp cho nó chạy, em lên dây nó chạy đó. À. Automatic đi kèm với đó là nó là lịch bơm nha anh em nha. Ngày 31 này chúng ta bấm bấm vào thả ra là nó lên 31 này ha. Bấm vào thả ra là ngày 1 ha. Lịch bơm rất là tiện, rất là nhanh. Rất là dễ cho anh em chỉnh lịch chỉnh ngày ha. Bơm bơm ra thả. Bấm vào thả ra là nó nhảy ha. Chiếc này là Enlot engine lãnh chúa vàng đúc 14K nha. Em đo cái size mình báo giá cho anh em. Rồi chiếc này size của nó size rất là chuẩn là size 33 nha anh em nha. Size 33 chiếc này vàng đúc 14K, mã số 4 em bán với giá là 14 triệu nha. 14 triệu cho chiếc này ha. Anh em là chốt chiếc này thì liên hệ giúp em nha. Rất là độc và gần như được cũng ít thấy trên thị trường ha. Được cái là nó có một cái chiếc xe nổi lên luôn. Và tiếp tục em lên một chiếc này ha, cũng là một chiếc rất là đáng sưu tầm này, một chiếc Omega Automatic nha. Omega Automatic lọc cọc luôn nha, đời đầu luôn nha. Kim cọc số vàng nổi, mặt đen bao công zin ha. Đi kèm với nó là niềng vàng đúc chân cắp gold ha. Một cái logo rất là đặc biệt nha. Logo Scimitar, thường thường là dòng này là Scimitar, thường thường nó đáy ngựa, này là đôi ngựa luôn nha. Đôi ngựa với là một thằng ông thần biển vậy ha. Đây, cực kỳ độc ha. Này là Aquaman phải không ta? Aquaman gì trong ấy, hai con ngựa luôn ha, rất đặc biệt ha. Thường thường là Scimitar nó chỉ có một ngựa thôi này. Này là một đôi ngựa luôn ha, đôi ngựa biển nổi luôn ha. Đấy, rất là đặc biệt. Một chiếc Scimitar máy lọc cọc ha. Niềng vàng đúc chân cáp gold. Đó, mặt số kim cọc số vàng đúc nổi luôn ha, Scimitar luôn ha. Chiếc này nó Scimitar nha, nó có chữ Scimitar. Còn những chiếc không có Scimitar thường thường nó sẽ không có ngựa. Size này rất chuẩn là size 34.5. Đấy, em mở máy cho mấy anh em xem trên trên live ha. Đấy, mở ra hộp tù mấy chiếc này. Đúng là thật sự là rất rất thích nó, là cái bộ máy của nó quá 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 chi là mới. Nó chạy máy là 354 nha. Nó chạy máy 354. À, máy lọc cọc là nó cứ vậy đây, nó cứ lắc qua lắc lại vậy ha. Gọi là máy lọc cọc, anh em đeo lên tay rất là sướng. Nó thật sự em rất thích đeo cái dòng này. Vì đeo lên tay khi mình lắc qua lắc lại mình nghe cái tưng 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 á. Rất đã. Đấy, nó rất là nhạy nha mình nhìn vậy đó mình lắc nhẹ lắng trong đeo lên tay mình nhắc nhẹ lắc nhẹ lắng qua. Rồi. Chiếc Scimitar đấy, đấy hai ngựa luôn, hai ngựa kèm với là một một vị vị thần vua của biển cả đây. Đây, vua của biển cả này ha. Aquaman gì đây ha, rất đẹp nè anh em nhìn kỹ mà em ha. Rất đẹp. Đó, chân càng niềng vàng rồi mọi thứ sai rồi rất cũng rất chuẩn nè. Rồi chiếc này em bán với giá là 13 triệu 500k nha, hàng này rất là giống như hàng sưu tầm nha, rất ít có thị trường ha, rất ít. Anh em sưu tầm mấy chiếc này là đeo rất không đụng hàng ha. Rồi chiếc này 13 triệu 500k cho mã số 5 nha mấy anh em nha. Mã số 5 và em lên tiếp tục là mã số 6 này. Mã số 6 ngày hôm nay em có là một chiếc Omega ha, một chiếc Omega Scimitar. Một chiếc Omega Scimitar review ha. Zin nguyên cả mặt số núm rồi luôn ha. Zin nguyên cả mặt số núm, đặc biệt chiếc này là nó bọc vàng toàn thân nha mấy anh em nha. Đặc biệt là nó bọc vàng toàn thân. Đấy. Size đồ là đáy là nó còn cát còn đồ rất đẹp ha. Ngựa đồ chưa có dấu hiệu gì là mòn và bong tróc ha. Xung quanh là còn rất đẹp nè. Đấy, bọc vàng toàn thân. Đấy, kính còn lấp luôn. Chung là lâu quá em bỏ em không có lắc cho nó chạy á thì nó hay bị đứng. Đây, automatic chuyên nguyên hết nha. Mấy chiếc này thì em không có mở máy được vì nó đáy nó đúc liền khối này, đáy nó đúc liền nguyên khối, nó không có chỗ để mình mở ha. Nên muốn mở mình phải ra thợ cẩu kính ra nha mấy anh em nha. Anh em muốn xem máy thì đó, em phải ra thợ em mở. Rồi chiếc này em đo cái size nha, chiếc này có size là 34.5 luôn ha. À, chiếc này em bán với giá là 15 triệu nha mấy anh em nha. 15 triệu cho chiếc bọc vàng toàn thân này ha, rất đẹp.
Giá này thực sự em đang sale đó anh em. Thường thường những dòng này những nơi khác mấy anh em bán toàn là 16, 16 năm không ha. Nay em bán 15 triệu ha. Và cái mùa này thì nói chung ai cũng cần tiền hết. Chỉ cần kèo trên kèo dưới là thấy đi rồi. Rồi, đó, là mã số 6 em bán với giá 15 triệu ha. Anh em nào ấy chốt thì liên hệ giúp em ha. Rồi tiếp tục em lên mã số 7 nha. Rồi mã số 7. Ok, mã số 7 ngày hôm nay em cũng có thêm một chiếc giống vậy luôn. Cũng là một chiếc giống như một chiếc mã số 6 anh em ha. Em cũng không có giới thiệu nhiều luôn. Đơn giản thôi, nó cũng như nhau thôi. Hai chiếc này nó như nhau. À, chiếc này có vẻ là đẹp hơn tí ha. Chiếc này đáy ngựa nó còn sắc sảo hơn tí. Đấy, nó sắc sảo hơn. Trong em sẽ so để cho anh em phân biệt ha. Đúng rồi. Hai chiếc đều bọc vàng toàn thân nhưng mà khi mình để gần thì cái chiếc mã số 7 nó có sắc sảo hơn tí nha anh em. Nó gọi là 1 1 1 9 9 1 10 vậy đó. Đấy, nó sắc sảo hơn một tí. Rồi. Rồi cũng là dinh nguyên hết luôn ha. Đó, nói chung hai chiếc này cũng có nhiều sự lựa chọn cho anh em nhưng mà thôi em cũng để với anh em một giá cũng gọi là mùa World Cup luôn ha. Rồi với giá 15 triệu nha anh em. Đây, mã số 7 cũng 15 triệu luôn ha. Hãy để anh em lựa chọn. Rồi tiếp tục em cho thấy nè. Rồi mã số 8. Mã số 8 ngày hôm nay em có một chiếc Scimitar nha. Scimitar mặt lụa nha anh em, mặt con này mặt lụa văn vải nè, nó lấy nó kính nó hơi trầy rồi nha anh em, nhưng mà kính zin nha, kính hơi trầy nhưng mà kính zin, ai núm zin logo Omega luôn, đấy thì nóc con này được cái là nó là niền vàng nha anh em nha, nó niền vàng đúc chân cáp vàng nha anh em nha, niền vàng đúc chân cáp vàng mặt lụa, đấy. Những chiếc Omega này thì em không giới thiệu nhiều vì nó anh em gần như là sưu tầm Omega thì biết rồi, giá chung thị trường đó rồi. Em đo cái size này em bán với giá coi size 34.5 luôn. Ờ, chiếc này em bán với giá là sale luôn ha. Em bán 14 triệu 500 anh em nha. Đấy, 14 triệu 500 cho mã số 8 nha. 14 triệu 500 ha. Và đặc biệt hôm nay em có một chiếc rất là hấp dẫn này. Một chiếc Omega. Đây, một chiếc Omega này được cái là nó hấp dẫn là sao? Nó là Omega Scimitar đề mi vàng hồng nha anh em nha. Nó là niền vàng hồng nè. Niền vàng hồng đúc 18, đúc 14K. Niền vàng hồng 4 chân cáp gold nha. Đấy, niền vàng đúc 4 chân cáp, nó niền vàng hồng nha anh em, kim cọc số vàng hồng luôn nha. Đi kèm với nó đi với trục tung hành nha, trục tung hành ở giữa mặt số này. Đấy, kim cọc số vàng hồng đúc luôn ha. Kính lúp đồ, núm nó vàng hồng nó hơi mòn theo thời gian nè anh em ha. Đây. Đáy ngựa cũng còn sắc sảo ha, cũng có vết hằn hằn nhưng mà cũng còn sắc sảo. Rồi, chiếc này em bán với giá niền vàng hồng này rất hiếm, rất ít nha anh em nha. Giả tỷ mà 100 chiếc thì mới có được 1-2 chiếc thôi. Ở chiếc này em bán với giá nay sale xuống là còn 17 triệu 500 nha anh em nha. 17 triệu 500. Đấy, 17 triệu 500 cho chiếc vàng hồng này rất ít nha. À, vàng hồng Scimitar, vàng hồng mã số 9 nha. Mã số 9 với giá là 17 triệu 500 nha. Rồi, em lên tiếp mã số 10 nè. Mã số 10 hôm nay em có một chiếc công tê lê sinh nha. Công tê lê sinh đề mi luôn nha. Niền vàng đúc chân cáp vàng nha anh em ơi. Niền vàng đúc chân cáp vàng, đặc biệt con này là logo nó bằng vàng đúc 14K luôn nha anh em. Logo 6 sao rất đẹp, 8 sao rất đẹp nha anh em. Logo này bằng cái logo này là medal này, nó bằng vàng luôn nha anh em, bằng một miếng vàng đó, nó khảm lên đây nha. Đó, nó có thể nó bằng cả cái niền này luôn nè. Rồi, chân cáp vàng ha. Em mở anh em xem máy trên live nha. Coi nó chạy máy gì. À, chiếc này chạy là dòng máy 561 nha anh em nha. Đây, máy 561. Còn rất là đẹp ha, hồng tươi ha. Máy 561 nha. Rồi, chiếc này em cũng bán, nói chung với chiếc công tê này em bán với giá cũng mềm để anh em sưu tầm ha. Em bán giá là cũng vừa phải ha, để anh em sưu tầm. Chiếc này em bán với giá là 19 triệu nha anh em nha. Đấy, 19 triệu, dòng này thường thường anh em bán toàn là 20 mấy không à. Kim cọc cài đá đen này, trục tung hoành luôn nè, mặt zin nha, mà con này zin nhưng mà nó có vết thời gian, em không có sợ ba nha. Vì anh em thích thì kêu ừ, vì sao mặt nó vậy mà ấy không làm không sửa, thì vì em muốn để giữ nguyên cái chất zin của nó từ thập niên 1960 tới giờ ha, để vậy cho nó zin nguyên cho nó đẹp. Còn anh em nào thích thì xà ba thì chỉ cần bỏ ra là 300-400 là nó đẹp lại rồi, nhưng mà em không thích, về sau làm để như vậy luôn ha. À, chiếc này mã số 10 với giá là 19 triệu nha mấy anh em nha. 19 triệu cho một chiếc công tê này, rất mềm rất rẻ luôn ha. Và tiếp tục em lên một chiếc nữa ha. Cũng là một chiếc công tê Omega công tê lên luôn ha. Năm dòng chữ ha. Chiếc này cũng là niền vàng đúc luôn, niền vàng đúc chân cáp vàng luôn. Đài thiên văn 5-6 sao luôn ha. Đài thiên văn 6 sao, nhưng mà được cái là chiếc này nó là mặt bát quái nha anh em nha.
kim cọc cài đá đen, nhưng mà nó làm nó đi với là mặt bát quái ha, mặt bát quái. Và chiếc này nó size nó hơi to hơn chiếc đó tí, là nó size 35 đấy, nó size 35, nó riêng nguyên hết luôn ha, riêng nguyên núm là núm 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 omega thục bên trong nha anh em nha. Đây riêng nguyên, em mở máy anh em xem. Đấy, những dòng công tê thường thường nó chỉ xài hai dòng máy thôi anh em nha, một là máy 561 và hai là máy 564 thôi, nó không trộn pha lẫn với các dòng máy khác. Đấy, công tê lên sinh là nó chỉ chạy hai dòng máy thôi nha anh em nha. Rồi, máy rất đẹp ha. Rồi, chiếc này em bán với giá là mã số 11, em bán với giá là 22 triệu nha anh em nha. Mã số 11 với giá là 22 triệu nha. Đấy, niềm vàng chân cáp ha. Đấy, rồi. Tiếp tục em lên ha. Em lên một chiếc nữa ha. Mã số 11 là 22 triệu nha, em lên mã số 12 nha anh em nha. Mã số 12 là một chiếc Omega Constellation bát quái. Bát quái luôn, cũng là đề mi luôn ha, form 250, nhưng mà được cái con này là mặt vàng mỡ gà. Đấy, kim cọc cài đá đen ấy luôn ha. Đây, kim cọc cài đá luôn, niềng vàng đúc, chân cáp vàng ha. Chiếc này cũng đúng với mọi thứ duyên nguyên ấy luôn nha. Đây, đài thiên văn cũng rất là đẹp, đài thiên văn chiếc này còn sắc sảo hơn chiếc trước ha. Duyên nguyên hết luôn nè. Em mở máy mà em xem. Trong hôm nay em cũng like cho like nhanh, vì cái này em lên vào buổi tối, em like vào buổi tối cho nó yên tĩnh ha. Em mở máy cho anh em xem. Ô, chiếc này máy móc rồi cũng còn đẹp lắm. Đây, dòng này xài máy 564 nha anh em nha, máy 564 ha, máy 564 size 35. Rồi, size 35. Rồi, chiếc này em bán với giá là 23 triệu 500 nha anh em nha, 23 triệu 500k. Đấy, anh em nào chốt thì lên cho em ha. Liên hệ các bạn Zalo giúp em nha. Đó, 23 triệu 500k. Rồi, em lên mã số thứ 13 nha. Mã số thứ 13 ngày hôm nay em về một chiếc Longines rất đẹp mấy anh em. Longines Automatic, Automatic vàng đúc 18k nha, chiếc này vàng đúc 18k nha. Đây là núm zin của Longines này, có cánh chim và có chữ Longines nha. À, vàng đúc 18k nha. Vàng đúc 18k nguyên con ha. À, nguyên con Longines Automatic vàng đúc 18k nha. Mấy cái này chỉ cần anh em đánh bóng nhẹ nhẹ là nó mất cái dăm dăm này nha. Nó bằng vàng nguyên khối cho nên không có phải sợ gì hết á. Đây, vàng đúc 18k một chiếc Longines. Rất nặng nha, chiếc này rất nặng, chiếc này nếu mà cân nguyên con này là sắp xỉ cả một lượng vàng đấy. Longines Automatic. Hai chiếc này nó đúc luôn mặt số nha, nó đúc luôn mặt à, nó đúc nguyên khối nha. Chiếc này size to nha, chiếc này size 35 lần ha. Nó đúc nguyên cái đít luôn, đúc liền nguyên khối á. Đây, đúc liền nguyên khối em không mở được nha. Thì chiếc này em chỉ đo size là size 35 Automatic, em bán với giá là 28 triệu nha. Chân càng còn rất đẹp nè. Vàng đúc, chiếc này mà anh em đeo là đeo hoài hoài không sợ lỗ luôn ha. Mã số 13 với giá là 28 triệu nha anh em nha. Rồi, nay em lên một chiếc nha. Lâu lắm rồi em mới về được một chiếc như thế này nè. Một chiếc Omega bát quái càng gãy nha anh em nha. Lâu lắm em mới về được một chiếc nha. Omega Constellation bát quái càng gãy. Đấy, lâu lắm mới về ha. Đề mi nha anh em nha, niềng vàng đúc nha. Niềng vàng đúc, chân cáp vàng nha, bốn chân cáp. Núm bát quái nè. Logo vàng đúc luôn nha. Logo này có mòn theo thời gian này, chiếc này thì em nhận định nó chỉ còn khoảng 80 mấy% thôi ha. Đấy, nó mòn theo thời gian, nhưng mà tất cả là đây, logo này logo zin nha, nó mòn theo thời gian. Vì thập niên những người ta đeo á thì nó vàng, mà anh em đeo thì những cái mà cạnh gõ nhỏ nhỏ nó sẽ mòn theo thời gian thôi. Nhưng mà chiếc này là về giá tốt nên em bán, anh em sưu tầm cái chiếc này thì đeo rất là tuyệt vời, không sợ lỗ gì hết ha. Đấy. Bát quái càng gãy nha, Automatic bát quái càng gãy. Mở máy mình em xem nha. Nói chung những chiếc này em nấu giá mấy anh em có khi anh em không tin đâu, em bán với giá là mấy anh em có khi không tin đâu. Rồi em bán đây, máy 561 nha, máy 561 ha. Rồi, chiếc này em bán với giá chỉ gọi là rẻ hơn thị trường rất nhiều nè, em bán với giá 27 triệu 500 nha. 27 triệu 500 là anh em đã sở hữu một chiếc bát quái càng gãy rồi. Những chiếc này mà nó riêng đẹp thì nó mà nó đẹp can, nó gọi là không bị mòn miết rồi, là mấy chiếc này thì anh em bán toàn là 34 35 triệu nha. Ha. Em bán 27 triệu 500 cho mấy chiếc này nha mấy anh em nha. Một chiếc Omega Constellation bát quái càng gãy, niềng vàng đúc nha. Logo vàng đúc nha. Đấy.
mã số thứ 14 là với giá là 27 triệu 500 nha mấy em nha. Rồi em lên tiếp tục một chiếc mã số thứ 15. Mã số thứ 15 là một chiếc MBH nha, MBH automatic nha. Mặt tung trục tung hoành vàng đúc 18K vàng hồng nha mấy em nha, chiếc này đúc 18K vàng hồng nha. 18K vàng hồng đúc nguyên khối nha, rất đẹp ha. Mặt hai lòng luôn. Em mở lên xe máy. Đây. Vàng hồng đúc 18K này. Máy móc của nó này ha. Nguyên zin hết nha. Tất cả nguyên zin vàng đúc 18K. Chiếc này được cái là nó là vàng hồng nha mấy anh em nha. Vàng hồng ha. Vàng hồng đúc 18K. À, chiếc này em đo cái size coi. Ồ, size con này size 35 chuẩn luôn mấy anh em nha. Size 35 chuẩn, mặt hai lòng, mặt ở trong này đi một cái viền vàng hồng rất đẹp luôn này. Viền vàng hồng làm cho nó nổi bật cái mặt số lên ha. Đó, chiếc này mã số thứ 15 em bán với giá là 40 triệu 500 nha mấy anh em nha. Đấy, anh em nào lấy thì liên hệ cho em gửi hình chi tiết cho anh em xem nha. Mã số thứ 15 một chiếc MBH vàng hồng đúc 18K với giá là 40 triệu 500 nha anh em nha. Rồi em lên một chiếc cuối cùng là mã số thứ 16. Mã số thứ 16 em có một chiếc Omega Constellation bát quái càng gãy vàng hồng đúc 18K luôn nha. Chiếc này cũng vàng hồng đúc 18K luôn ha. Nó cũng là vàng hồng như chiếc kia luôn ha. Đây, logo đài thiên văn 8 sao rất đẹp nha. Chiếc này là vỏ nó xuất xuất Mỹ nha, vỏ Pháp hoặc vỏ Mỹ thì nó triện đầu 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 bên chỗ tay cái em này. Nó triện đầu 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 chim ưng đây ha. Nó triện đầu chim ưng bên cánh tay cái trái em nha. Nó không có triện đầu và đầm nữa nha mấy anh em nha. Đấy, vỏ viết con này còn rất đẹp nè, đầy thiên văn còn sắc sảo lắm. Đó, cực kỳ đẹp ha. Đúng zin bát quái luôn nè, mặt bát quái vàng hồng luôn nha. Chiếc này lên tay rất đẹp nha mấy anh em. Đấy. Dòng bát quái thì mấy anh em biết rồi ha. Nó thường 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 vàng hồng là như thế nào để gần với vàng vàng cho anh em phân biệt này ha. Màu vàng hồng nó đỏ hơn nhiều. Nó vàng đỏ hơn nhiều này. Chiếc này vàng vàng còn chiếc này vàng hồng ha. Đấy, để anh em phân biệt nó dễ. Rồi, chiếc này em bán mã số thứ 16 em bán với giá là 68 triệu nha anh em nha. 68 triệu. Anh em là chốt thì liên hệ giúp em ha. Một chiếc vàng hồng giá 68 triệu rất rẻ nha mấy anh em nha. So với bát quái thì chiếc này rất rẻ nha, vàng hồng bát quái thì chiếc này rất rẻ ha. Rồi. Đây em về được 16 chiếc em giao lưu với anh em nào liên chốt những chiếc nào thì liên hệ alo qua số điện thoại rồi giúp em với nha. Đấy, em sẽ gửi hình chi tiết tất cả cho anh em xem. Rồi, em xin chân thành cảm ơn với tất cả các anh em nha. Dạ, em xin chào ạ.